xin chào cả nhà. Tường đã vào vị trí của mình rồi. Và bây giờ thì chắc bạn trai cũng đang rất hồi hộp. Quý vị biết không, cái cảm giác mà bị đeo mặt nạ không có thấy gì hết, rất là khó chịu, đúng không em trai? Dạ đúng chị. Dạ. Không biết anh có nhỏ hơn mình không hay lớn hơn mình nữa, tôi gan. Dạ em nhỏ hơn chị Tường. Bịch mặt đâu có thấy tuổi đâu, kêu đại thôi. Đợi tí xíu nha, Tường ra ngoài dẫn bạn gái mình vào nha. Dạ. Chỉ hơi ngợp một chút thôi. Hơi ngợp chút thôi. Có vẻ là khó khăn đến từ phía em nhiều hơn á. Tại em sẽ phải nuôi cháu của mình. Coi như là bây giờ bạn đó là con của em. Đây, ngồi vào đây. Rồi, bây giờ anh được mở mặt nạ rồi đó. Dạ, anh cảm ơn. Đẹp. Em đẹp luôn. Rồi, được rồi. Ai cũng đẹp hết. Rồi bây giờ anh giới thiệu về mình đi, anh tên là gì? Chị Tường là một trong những người em rất là mến mộ. Rồi cảm ơn anh. Dạ em tên là Bùi Đại Dương. Bùi Đại Dương. Hiện em công tác bên Đại học Sài Gòn. Là mình giảng dạy hay là mình em làm văn phòng? Em công tác bên bộ phận ban quản lý dự án chuyên về xây dựng. Quê anh ở đâu, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê ngoại thì ở Bến Tre, quê nội thì ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Còn em sinh ra tại thành phố. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 41 tuổi. 41 tuổi. 78 á chị. Năm 78. Rồi tới em gái giới thiệu. Dạ em tên Hạnh. Em quê ở Tiền Giang. Em hiện đang sống ở Cần Thơ, sống và công tác ở Cần Thơ. Em làm bên ngành dược. Ngành dược. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 34. Ủa vậy em lên đây hồi nào? Em lên hồi sớm chị. Cái điểm mạnh điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Rồi. Biết lắng nghe. Không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc. Không hút thuốc, không uống bia, không cờ bạc luôn. Trời ơi, đàn ông giờ hơi hiếm đó nha. Biết giúp đỡ người khác. Rồi. Biết chia sẻ và lắng nghe cảm xúc của người khác. Dạ. Quá tốt. Và em cũng biết nghiên cứu sơ sơ về tử vi tướng số. Wow. Sau cái chương trình này em có thể lấy số của chị hay chị lấy số em để em bấm quẻ cho chị. Chị coi chừng nào lấy chồng. Đúng. Trời ơi, được luôn. Vậy thì còn điểm yếu là cái gì? Nãy giờ nghe tốt không à? Dạ, cái điểm yếu của em là hơi vội vã. Thì vội vã nhiều khi mình có những cái quyết định nó không tốt. Mình biết đó là khuyết điểm thì mình phải... Dạ, phải khắc phục. Cẩn trọng hơn nha. Rồi, mời em. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em rất là tự lập trong cuộc sống của mình. Em cũng không cần bạn trai quá chăm bẵm cho em. Em cũng không cần ai chiều chuộng em hết. Chỉ là mọi người, hai người tôn trọng nhau rồi cùng nhau đi trong cuộc sống thôi. Còn khuyết điểm của em là công việc của em là tính chất di chuyển rất là nhiều. Em làm gì mà phải di chuyển nhiều? Em làm sale. Em phụ trách cả kênh nhà thuốc và kênh bệnh viện. Nên chuyện em đi gặp một vài đối tác và phải sử dụng bia rượu là chuyện bình thường. Có sử dụng bia rượu nữa? Kiểu như tiệc tất niên rồi đó chị. Thế em không biết rượu bia mà em có ngại bạn gái mình hay vợ mình có dạ, cái đó không quan trọng. Em uống được nhưng mà mình hạn chế thôi, mình biết cái tác hại của nó. Chứ nước lên thì thuyền lên chứ mình cũng không nước có lên thuyền lên. Hay câu này hay. Bây giờ mục đích em tới đây, chương trình. Hồi xưa giờ em có một cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm một người ra sao? Dạ thật ra mẫu người lý tưởng của em cũng đơn giản. Chỉ cần cao trên 1m65, nặng dưới 80kg. Cao hơn 1m65. Dạ em đúng 1m65. Rồi 66kg. 66kg được không? Dạ được. Rồi. Nhưng mà có vẻ là khó khăn đến từ phía em nhiều hơn á. Tại em sẽ phải nuôi cháu của mình. Coi như là bây giờ bạn đó là con của em. Nên hy vọng bạn kia cũng phải. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu mấy tuổi? Cháu em năm sau vô lớp 1. Em có ngại cái khi đó mà. Em chịu quá, ok đó. Vậy hả? Tức là đầu tiên cái người đó là có tâm. Đúng. Có tâm mình mới thương cháu hay là thương con. Từ nó xuất phát rồi mới có cái tình cảm. Rồi. Đó là ok. Mình không có ngại chịu gì hết đúng không? Đúng. Với lại có một điều đặc biệt nữa là em có đăng ký hiến tạng rồi đó. Nên sau này thì nếu mà em xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn là cái này tốt hơn, không sao cả. Nên anh nghe rõ nói trước cho bạn nghe biết. Nghe rõ chị. Có vấn đề gì không? Dạ không, tốt. Tốt. Dạ. Rồi thì bây giờ đâu cho chị xem hình ảnh em chuẩn bị coi nha. Wow. Rồi em hãy đoán thử xem cô gái ấy là ai trong ba cô gái này. Thế còn em có hình gì chuẩn bị đâu? Dạ để có chị xem. Mẫu người lý tưởng của em đâu? Dạ mẫu người lý tưởng đầu tiên là có chị trong đó đó. Ủa vậy hả? Dạ đây danh sách đây em cũng làm sẵn luôn. Cái gì chị nữa? Chị lập hình coi đó. Sao anh là mẫu người lý tưởng anh nhiều quá vậy? Cho chương trình nó dễ lựa chọn đó chị. Trời ơi. Càng nhiều thì cái xác suất mà để chọn nó càng anh cao. Anh đưa để mà người ta tìm tiêu chí giống như những cô này đó hả? Dạ đúng. Trời ơi. Nè em nhìn đi em.
Đây là những cái mẫu người lý tưởng của ảnh đó, anh mong muốn đó. Em thấy xong em bị ngợp rồi chị. Không em, cái đó là tại vì chương trình có cái mục đó là cái người mà bạn chọn là gần giống như thế nào thì anh mới lên danh sách vậy thôi. Chứ có khi những cái người ở ngoài đời họ có thể đẹp hơn, nhưng mà tại vì họ không nổi tiếng, với lại mình không có được phép chụp hình họ thì mình không lấy được hình họ thôi, thì bắt buộc anh phải lấy những cái người mà nổi tiếng vậy đó. Đây tôi đọc cái hình cho. Để chương trình họ dễ chọn lựa. Nữ nghệ sĩ MC Cát Tường, tôi đứng đầu số 1. Cảm ơn ảnh, chắc ảnh định tôi thôi. Không, chị có cái má lúm đồng tiền đó là hàng hiếm á chị. Không có bonus theo tấm hình tôi đầu tiên. Nữ ca sĩ Duy Uyên, nữ diễn viên Bảo Châu, nữ nghệ sĩ diễn viên Thanh Thúy, nữ diễn viên Minh Thư, nữ nghệ sĩ hài Kiều Oanh, nữ ca sĩ Thanh Thanh Hiền, nữ ca sĩ Bảo Yến, nữ nhà báo MC Thu Uyên, nữ nghệ sĩ Lan Hương. Chà, ảnh cái bộ sưu tập của ảnh cũng rộng quá, nhiều cá tính. Nhưng mà em nhắc thôi, anh tại chương trình nó nhiều mình anh đưa vậy người ta rối luôn, người ta không biết anh muốn cái gì để người ta kiếm luôn á. Rồi cái hình anh đâu, cái nào là hình anh đâu để cho cô coi. Đây chị, hình của em mấy tấm đó. Rồi. Trời ơi đông quá. Sao người ta kiếm ra anh được trong dạ, cái... Dạ chị bỏ cái hàng trước đi, chị cứ tính từ hàng sau thôi. Trời ơi trời, mọt kim đáy biển đi bé ơi. Em ơi bỏ hàng trước đi em, tính từ hàng sau và tính hai cánh vào thôi, bỏ giữa luôn. Trời ơi. À anh ơi em quên nữa, có một vấn đề quan trọng em từng lập gia đình nha. À anh nghe. Dạ. Em có cháu nào chưa? Dạ chưa chị, em chỉ có nuôi cháu em thôi, em chưa có cháu nè. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ tâm sự về cái chuyện tình trường sau ha. Tìm ra anh không? Dạ hàng sau hình như chỉ có hai bạn nam là trẻ thôi, còn nhiều lớn tuổi không. Thì đó vậy em chọn đi, em chỉ đại đi. Đâu đưa chị coi coi, anh nào? Chắc em nghĩ anh áo tím hả? Anh áo tím. Chị có nhìn ra em không? Trời ơi tôi nhìn ra anh áo xanh, đeo mắt kiến. Toán vậy đó, bên đây anh đã chọn ra được cổ chưa? Em phân vân cái cổ ở giữa với cổ ở bì. Nè hình ảnh hồi trẻ không nè, kiếm đi. Em phân vân hai cô ở giữa với cô ở bì. Thôi bây giờ chọn một cô hà, đừng có tham. Một cô một đó, tức là mình đoán thôi chứ. Thôi, trong mặt đi. Mình bắt hình dâm có khi là trật đó chị. Ừ, chọn thì bị phạt. Cô ở giữa hoặc là cô mang dài bata. Bây giờ chọn một cô đại đi, giờ cô nào nè. À, em hơi cận á, em phải nhìn cho rõ. Thôi chọn cô ở giữa đi. Rồi, cô ở giữa xuất. Bây giờ tôi sẽ mở cửa trái tim này ra, để hai bạn kiểm tra xem. Giống như là mình test trước cái cảm xúc của cái giác quan của mình hôm nay xem có đúng hay không nha. Mời hai anh chị chúng ta hãy kiểm tra xem mình có chọn lựa đúng hay không nha. Chào em. Sao anh? Anh có lẵng hoa tặng em. Hôm qua chương trình có điện cho anh á. Rồi anh hồi hộp quá rồi anh mua từ hôm chiều hôm qua luôn á. Trời ơi trời. Dạ. Chị Tường ơi, em mến mộ chị lắm. Nay có dịp được gặp chị, em có cái món quà là đặc sản Hưng Yên. Đó là mật ong hoa nhãn. Rồi, em biếu chị. Sáng chị uống mật ong hoa nhãn với một chút chanh. Ừ, rất không, là đẹp da. Không cần giới thiệu đâu, tại vì dạ. Các Tường cũng bán mật ong. Chị quay sáng giờ nó hơi đói chút mà ra để làm. Ờ, cái này được nè, cảm ơn nè. Dạ. Rất là chu đáo, người đàn ông rất chu đáo. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi không có mua đồ ăn cho bạn gái hả? Chút nữa em mời chị với bạn đối tác và bạn có thể là bạn đời ra ăn bún bò. Bây giờ được ăn dạ. Rồi, bây giờ chương trình này là chương trình hẹn ăn trưa. Dạ. Là được ăn luôn nè, bây giờ anh chị ngồi xuống đi. Dạ khoan, cho em gửi tặng anh món quà. Đúng ra là cái cuốn em thích đọc là Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu. Anh cũng hay đọc sách lắm, anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Rồi, dạ. Bây giờ mới vô cái chuyện quan trọng trước nè. Ăn tính sao, bây giờ vô tình trường. Em chia sẻ trước đi, tại hồi nãy em có nói là em có gia đình rồi. Thì em chia sẻ tình trường của em trước cho anh nghe. Dạ tình trường em đơn giản lắm. Người cũ của em là tình đầu của em. Quen nhau cũng hết thời học sinh, hết thời sinh viên mới cưới. Rồi cưới nhau được bao lâu? Dạ cưới được 2 năm. Rồi lý do tại sao mà quen nhau từ hồi nhỏ đến lớn luôn mà cuối cùng lại chia tay? Tại bạn đó nôn cưới quá, em nói khoan từ từ cưới mà bạn ấy cứ ép cưới. Bạn ấy là công tử á. Nên bạn không chịu nổi áp lực gia đình bên em thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Rồi vậy cái chia tay một mối tình đẹp từ thở đi học luôn, tự nhiên vậy là chia tay đó hả? Ừ, thì thấy nói chung là cũng nhiều lý do. Chị lúc đó tụi em cũng không còn quá trẻ, mà công việc lúc đó của em cũng như bây giờ rất là bận. Rồi chia tay được bao lâu rồi? Cũng hơi bị lâu thế, em hết nhớ là mấy năm rồi. Em ly thân được 2 năm, ly dị chắc được 3 năm nữa, chắc 5 năm, 6 năm gì rồi. Thôi vậy cũng may là chưa có con cái rồi, mất công tội con không có thiếu cha hoặc thiếu mẹ nữa, thấy không? Rồi còn tình trường của anh sao? Em thì cũng trải qua một cuộc hôn nhân. Cũng có qua hôn nhân luôn? Thì do là bạn gái cũng đến với em,
nhưng mà em chưa có tìm hiểu kỹ, tại vì kết hôn đó như em nói, cái khuyết điểm em là vội vã. Nhiều khi đến với một cuộc hôn nhân mà mình chưa có tìm hiểu bạn gái mà dắt đi coi phim hay đi ăn ngày nào hết, rồi các bạn nói thôi thôi cưới, rồi về nhà nói cưới, rồi vội vã quá vậy là cái kết cục hai người không có hiểu nhau á, càng ngày nó càng cách biệt. Mà cưới cũng... được bao lâu? Dạ, cưới được khoảng hơn năm là nó có xung đột. Chia tay vợ tới nay bao lâu rồi? Từ năm ngoái. Từ năm ngoái là chưa có con? Dạ chưa. Rồi, đó thì nói chung là bây giờ hoàn cảnh hai bạn đều gãy đổ như nhau, ai phải có cái bài học của mình. Dạ. Một bên thì cũng là tuổi trẻ rồi, mình cũng chưa hy sinh được hết cho nhau, mình lấy sớm quá thì mình cũng gãy đổ. Một bên không tìm hiểu cho kỹ rồi cuối cùng cũng gãy đổ, không ai muốn hết, đúng không? Vậy thì lần này mình phải suy nghĩ thiệt kỹ, thà mình thấy chưa ổn thì mình từ từ mình suy nghĩ, mình tìm tiếp. Còn khi mình đã quyết định mình chọn nhau rồi thì mình phải cố gắng sống với nhau cho nó lâu dài tới già, đúng không? Chứ mình đổi hoài đâu có được nha. Bây giờ Tường sẽ cho hai bạn thêm thời gian để mình tâm sự riêng với nhau. Và trước tiên thì Tường cũng sẽ mời hai bạn thưởng thức một cái món ăn của chương trình đã dành cho mình. Vì chương trình mình là ăn trưa mà, đúng không? Các Tường mời hai bạn nha, thưởng thức món bò lúc lắc khoai tây chiên mà chương trình đã chuẩn bị cho mình ha. Bây giờ y như Tường nói, ăn uống và tâm sự với nhau. Còn cái gì gút mắt muốn tìm hiểu thêm cái gì nữa, có ít phút thôi tranh thủ nha. Dạ. Rồi, mời hai bạn. Chị. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Dạ, em mời ăn. Anh mời em. Dạ, em nãy ăn chay nên em chỉ ăn khoai tây thôi nha. Em ăn chay vào những cái ngày mà rằm mùng 1 rồi đúng không em, hay là chay trường? Dạ, em ăn hết năm nay à. Dạ, còn bình thường thì em chỉ ăn vào ngày rằm. À, anh mời em. Dạ. Nghe anh biết nấu ăn thì em cũng thích, tại em không biết nấu ăn. Dạ, em theo trường phái là em không ăn chay trường, nhưng mà em sẽ không giết bất cứ con gì, nên đám tiệc đừng kêu em giết con gì hết. Cái mà em không biết nấu ăn thì anh nghĩ cũng không quan trọng, thì không ai có hoàn hảo hết tất cả các mặt. Mình có thể mạnh mặt này nhưng mà cái mặt kia mình yếu thì không sao, mình có cái ưu điểm nào thì mình cứ phát huy ưu điểm đó. Dạ, tại em thấy anh dễ quá nên em cũng hơi ngại ngại, tại công việc của em á là coi như gần như cả ngày ở ngoài đường á. Chỉ có tối em về nhà, mà nhiều khi về nhà em cũng ôm laptop để làm việc á. Coi như thời gian của em làm việc gần như bít cả ngày á. Anh nghĩ cái đó không sao á, vì ai cũng còn trẻ, mình phải phấn đấu trong cái sự nghiệp và cái tương lai mình, để sau này nó có cái cuộc sống nó tốt hơn. Nữa là ba mẹ em sẽ sống với em. Anh có ngại chuyện ba mẹ em sẽ sống chung không? Cái đó tại anh vì không ngại. Ba mẹ em cũng bệnh khá nhiều á. Bệnh thì không sao, bây giờ thời buổi gì học hiện đại thì nó có nhiều cái phương tiện. Nhưng mà tiền thuốc một tháng có sao đó anh. Tôi thấy cô có vẻ hơi lăng, hơi lấn áp bạn trai của tôi nha. Đừng ngăn hiếp anh ấy nha, anh ấy hơi hiền á. Dạ. Chị ơi, ta có cái câu gì nè, thế gian được vợ thì không chồng, được chồng thì không vợ. Nhiều khi em hổng mà cổ nó được sao, có luật bù trừ chị. Em thì em không sao rồi đó, em chỉ sợ là bạn nam thấy em lanh quá rồi nữa về thấy cảm thấy có một mối lo gì đó lại bắt em ở nhà không cho em đi làm thì hơi mệt. Miễn thật bắt, sự đó bắt là ở nhà là nguy hiểm chị, nó sinh stress và trầm cảm, nó nguy hiểm. Cái đó cũng nói chung á, tình yêu á mình cũng đổ vỡ một lần rồi, cái quan trọng là cái niềm tin. Ngoài tình yêu nó còn có cái nghĩa, cái tình nó còn có một cái thói quen. Khi em sống với ai đó ở đâu đó một thời gian, em trở thành cái thói quen. Đôi lúc chưa phải yêu thấm thiết nhưng mà xa không được vì thói quen. Rồi mình sống với nhau lâu mình sẽ có trách nhiệm với nhau nữa. Nhưng cái chính là phải hiểu nhau, chia sẻ với nhau trong công việc, trong cuộc sống. Cho hai bạn thêm một cái trò chơi trách nhiệm nữa. Em hãy bóc một lá bài và đọc lớn lên cho anh thực hiện. Hãy yêu cầu bạn nam sáng tác một bài thơ nhân ngày đầu gặp mặt. Được không anh? Quá được chị. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi, cho anh 30 giây sáng tác. Anh sẽ làm một bài thơ để tặng em. Bài thơ ngẫu hứng và bài thơ con cóc thôi. Dạ. Chị Tường với em nghe anh cũng đừng có chê anh ha. Rồi. Dạ. Ủa nãy em tên gì anh quên mất. Nãy em giới tên thiệu nhỏ quá anh không nghe. Em tên gì anh quên mất. Dạ em tên Hạnh. Tên Hạnh. Tên đầy đủ là gì Hạnh em? Dạ Huỳnh Thị Mỹ Hạnh. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh. Có nghĩa là người, con gái họ Huỳnh, vừa đẹp vừa nít nè. Bây giờ anh sáng tác một bài thơ để tặng em. Anh đứng lên cho nó có cảm hứng. Đứng lên lấy cảm hứng. Mời anh. Hạnh ơi, một đêm quân tử nằm kề, còn hơn chàng hố vỗ về quanh năm.
Em ơi quân tử biệt tâm, trăm năm chàng ngố vẫn chờ đợi em. Chiều dần xuống, hoàng hôn đã tắt nắng. Khi đêm về lòng lạnh giá một tình yêu, lòng chan chứa nuôi dưỡng một niềm tin rằng hạnh đó sẽ không bao giờ cách biệt. Mãi đợi em cho đến cả muôn đời, mong thương em như nước chảy đầu nguồn, lời khế ước là niềm tin bất diệt. Gió kia lay động bên hè, anh bừng chợt tỉnh rằng em đâu rồi. Hạnh ơi hẹn ước có đôi, lời thề vàng đá anh ghi tạc lòng. Tình anh như sợi chỉ hồng, dệt nên mộng ước cuộc tình hai ta. Tới đây anh hết cảm hứng rồi. Được nhiên là tốt rồi anh. Cũng bây giờ tôi hỏi thiệt nè, dạ, là làm nãy giờ mới xuất khẩu thành thơ hay là bài thơ này chuẩn bị trước rồi ghép tên Hạnh vô? Dạ xuất khẩu thành thơ, em tính làm lục bát nhưng mà nó lộn xộn vậy chị nghe không, nó có lộn xộn. Còn Hạnh là nhiều khi người ta nói tức cảnh sinh tình, thấy người đẹp mới là tức cảnh sinh tình đó chị. Đó. Chứ còn làm nữa hay không em? Nếu dạ, mà xuất khẩu thành thơ vậy thì quá tuyệt vời. Rồi đọc lớn lên anh. Điều bạn ghét nhất ở một người đàn ông là gì? Rồi em nói luôn anh khỏi cần hỏi. Em không thích đàn ông gia trưởng. Rồi cái gia trưởng thì anh không có, anh thoải mái tự do lắm. Dạ cái đó là ghét nhất thôi, ghét nhì là lăng nhăng. Lăng nhăng thì anh không có, cái quan điểm của anh thì nên mà mình yêu ai mình phải tập trung vào người đó để mình lo toàn tâm toàn ý. Một chân mình không đứng hai thuyền được, cái là sẽ té và lật ngã lọt xuống sông. Trong cái mối tình hôn nhân hay trong mối tình cảm thì hai người mình phải tập trung. Còn nếu mà người đó đã không đi cùng thuyền nữa mình, tới đó mình cắt ok thì qua cái mối khác chứ không có lăng nhăng. Cái quan điểm em cũng giống quan điểm của anh. Rồi bây giờ Tường cho hai bạn thêm một cơ hội nữa. Dạ. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, hãy nói cho đối phương biết hiện tại trong lòng mình đang nghĩ gì, thuyết phục họ để họ quyết định bấm nút hẹn hò với mình. Đàn ông sẽ nói trước. Em ơi thì đến đây thì sau buổi hẹn này thì trước tiên thì một chút nữa anh cũng sẽ bấm nút, tại vì cái cuộc gặp ngắn ngủi ở trên đây thì mình cũng không có hiểu nhau hết được, thì anh nghĩ là cái cơ duyên mình đến đây là do chương trình đã tác hợp hai người là có cái quan điểm tương đồng nhất. Nhưng mà mình còn phải tìm hiểu thêm khoảng từ 6 tháng tới 1 năm. Nếu mà hai người đã tương hợp có thể đẩy nhanh tốc độ hơn. Nhưng mà điều cuối cùng anh chốt lại là anh sẽ bấm nút cho em, vì thứ nhất là em xinh đẹp và em đáng được như thế. Bích rồi, còn em muốn nói gì với ảnh? Tại quan điểm tình cảm của em á, cũng đơn giản lắm. Nó chỉ là em phải có cảm xúc ngay lần đầu gặp thì em mới có thể tiếp tục được. Còn chuyện tình cảm mà phải có tình cảm trước mới tính tiếp được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bấm nút là khi mình trái tim mình có sự rung động, hoặc là mình ít nhất mình cũng có cảm nhận rằng đối tượng này có thể là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Bấm là vì mong muốn tìm hiểu tiến tới hôn nhân, chứ không bấm vì bất cứ một lý do nào khác. Tôi sẽ trân trọng quyết định của các bạn, tôi chỉ tạo cho các bạn một cái nhịp cầu. Còn có đi qua cầu hay không, có nắm tay nhau cùng đi một đoạn đường dài trong cuộc sống hay không là quyền của các bạn. Nhưng hãy suy nghĩ thật chín chắn, bằng cả lý trí, bằng cả cảm xúc. Sau 3 tiếng đếm, nếu như không đồng ý thì mình lấy tay ra khỏi nút bấm. Nếu đồng ý bấm mạnh vào nút bấm và giữ nguyên. 1 2 3 Sao em lại không bấm? Dạ, tại em không có cảm giác gì hết nên em thấy thôi, để em không bấm để những người xem chương trình á thấy được anh này chưa có mối nào hết, để có người còn kết bạn Zalo, Facebook. Nhưng mà chị hơi đó tiếc á, tại vì anh này rất là dễ thương. Không chị, em nghĩ bạn gái nói như vậy là đúng, tại vì cái cảm xúc đầu tiên là cái thật lòng. Tôi hiểu nhưng mà chị em hơi không tiếc. Có em không có ngại vấn đề đó. Thà dạ, mình nói thẳng với nhau làm mình không làm mất cơ hội của nhau. Ví dụ như cái chuyến đò này, ví dụ mình đi nhưng mà mình lỡ nhịp một bước là mà mất thời gian cho người khác. Em nghĩ bạn gái thẳng thắn và em rất tôi là tôi sẽ bị nhịn đói hôm nay vì tôi đã không hoàn chúc thành em mà chị đang bún bò. Rồi mời hai bạn ra bên đây. Thôi thì các bạn theo dõi chương trình, nếu ai mà thích anh chàng này hãy liên lạc với chương trình để tìm ảnh nhé. Ai thích cô gái này cũng hãy liên lạc với chương trình để tìm cô gái này. Còn như Tường thì cũng đã cố gắng hết sức rồi. Thôi thì thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Dạ em cảm ơn chị Tường, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn chương trình. Các Tường xin cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 trên kênh MCV Media quý vị nhé.
Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.